Chị Tuyết, chào chị Huyền. Chào mừng các anh chị đến với lại buổi ngày thứ 6 thực hành phép màu thứ năm của ngày thứ năm, đó là tiền bạc nhiệm màu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành một cái phương pháp để giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống đủ đầy về tài chính. Cái từ chìa khóa để ngày hôm nay chúng ta thực hành đó chính là phương pháp của chúng ta hôm nay chúng ta thực hành của ngày hôm nay đó chính là tiền bạc nhiệm màu. Đây là một cái chủ đề mà nó Thuận nghĩ rằng là rất là nhiều người quan tâm, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị đang thì quan tâm cũng như là mong muốn để mà mình có được một cái cuộc sống đủ đầy về tiền bạc thì bình luận là mờ mờ là mong muốn ha. Mờ mờ là mong muốn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Hiếu, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn anh Trần Quốc Việt, cảm ơn chị Thanh Tuyết, cảm ơn chị Thèm, rất là tuyệt vời. Và không ai ở trên thế giới này mà họ không cần đến tiền cả. Ai cũng cần đến tiền. Kể cả những người đã từng xuất gia để mà đi ra sống cái cuộc sống gọi là tu tập, họ vẫn cần phải dùng đến tiền. Tiền ở đây nghĩa đen thì là tờ tiền mà chúng ta cầm để đi ra bên ngoài để mua thức ăn, mua đồ dùng. Đấy, như cái thế này là một cái tờ tiền. Đấy, là nghĩa đen. Đúng ạ? Là một tờ tiền, là nghĩa đen. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu sâu hơn thì tiền chính là một cái vật ngang giá để chúng ta đổi lấy một cái gì đó mà phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Một cái gì đó hữu ích mà phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Như vậy tiền nó chính là cái phương tiện để đổi lấy những cái mà chúng ta cần có để mà giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn về vật chất. Còn nếu như hiểu sâu hơn nữa thì tiền chính là một cái loại năng lượng. Nó chính là một cái loại năng lượng và nó đại diện cho, không phải đại diện cho mà nó là một phần thể hiện được phước của một người, cái năng lượng phước của một người. Tức là với một cái người mà có cái năng lượng, có được nhiều cái phước báu thì chính cái phước đó tạo ra cái nguồn năng lượng, và trong đó cái nguồn năng lượng đó người đó có thể đổi nó thành thành tiền nếu mà họ muốn. Và đây quả thực là một trong những cái yếu tố, một trong những cái nguồn năng lượng, một trong những cái lĩnh vực mà nó thật sự cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa và sự cần thiết của tiền trong cuộc sống của họ. Và Thuận có một cái may mắn. Thuận thì như những ai mà đã từng biết đến Thuận rồi thì Thuận đã từng kể cái câu chuyện là mình khao khát làm giàu như thế nào và mình đã lao đi kiếm tiền một cách quyết liệt như thế nào. Nhưng Thuận lại là một cái người rất là may mắn. Thì vào năm 2018, vào cuối năm 2018 thì bắt đầu Thuận nhận ra được cái ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và từ đó thì Thuận đã biết cách để cân bằng cuộc sống của mình, mặc dù lúc đó thì chưa thể thực hiện được một cách trọn vẹn, do nó giống như là mình vẫn chưa có đủ cái gọi là mình về phương pháp ấy thì mình nắm được, nhưng mà về về cái sự quyết tâm để thực hành ấy thì nó vẫn chưa đủ cái sự quyết tâm. Nhưng mà Thuận thật sự rất là may mắn là bởi vì từ từ khoảng đâu đó tháng 11 năm 2018 cho đến giờ, cho đến ngày hôm nay đấy nha,
là cái lo lắng về tiền bạc của Thuận gần như nó vợ trở về con số 0. Cái lo lắng về tiền ấy nhỉ, gần như nó trở về trong con số 0. Không phải là Thuận có rất nhiều tiền. Không phải là Thuận có rất nhiều tiền thật nhá, không phải như thế. Bởi vì là cái khoảng tháng 11 năm 2018 thì lúc đó Thuận vẫn đang không có tiền để trả những khoản nợ trong quá khứ mà Thuận đã tạo ra. Tức là những khoản nợ mà nó bằng tiền thật đấy, lúc đó tổng tất cả các khoản nợ mà Thuận đang mắc nợ đâu đó nó cũng rơi tầm khoảng là trên 400 triệu, cũng khoảng 400 đến 500 triệu. Nếu mà cộng dồn tất cả lại ấy. Nhưng mà Thuận không hề lo lắng nữa. Thuận không còn lo lắng nữa. Lúc đó là cái lúc mà Thuận mới dẹp một cái công ty mà Thuận mở ra. Và khi mà Thuận dẹp cái công ty ấy, thì Thuận đã không có tiền để trả tiền lương cho nhân viên. Và Thuận đã phải nói với nhân viên của mình, xin lỗi nhân viên của mình và xin cho Thuận khất cái khoản tiền lương đó. Nhưng mà lúc đó Thuận cũng không biết là khi nào Thuận có đủ tiền để trả cho các bạn đó. Và Thuận chỉ xin khất thôi. Thuận nói là cho anh xin được thiếu cái khoản tiền lương này. Và anh thật sự là không biết khi nào anh sẽ có đủ tiền để trả tiền lương cho các em, trả cái số tiền này cho các em. Nhưng mà chắc chắn thì anh sẽ trả cái số tiền này cho các em. Thuận cam kết với các bạn đó như vậy. Và đến năm 2021, Thuận mới có tiền để mà trả cái tiền lương của những cái bạn nhân viên đó. Đúng năm 2021 này, tức là khoảng là 18 thì coi như 19, 20. Thì khoảng hơn 2 năm sau thì Thuận đã có đủ tiền để trả cái tiền lương cho các cái bạn nhân viên đó. Năm 20 à? À năm 20 vậy thì chỉ hơn 1 năm sau thôi. Hơn 1 năm sau là Thuận đã có đủ tiền để trả tiền lương cho các bạn đó. Trả hết cho các bạn đó. Thì Thuận có một cái, Thuận thực hiện một cái bí quyết. Thực ra nó cũng không phải bí quyết đâu, mà là tại vì mình hiểu thôi. Mình hiểu, tức là lúc này mình có cái trí tuệ thôi, để mình hiểu về cuộc sống của mình thôi. Thì cuối buổi ngày hôm nay Thuận sẽ nói về cái điều đó. Và ngày bây giờ, để ông ta thực hành cái phương pháp là tiền bạc nhiệm màu này, thì Thuận cũng nhờ các anh chị hãy quay trở lại đánh thức những người bạn của mình. Ai, người nào mà mình biết đang đồng hành cùng mình thì mà họ chưa có mặt trong Zoom, thì mình hãy quay trở lại đánh thức họ giúp Thuận, để chúng ta tạo nên cái, chúng ta cho họ cái cơ hội. Cái việc mà ai đó có một cái năng lực giống như là chú Ngữ ngày hôm nay, giống như là chị Trang ngày hôm nay, giống như là chị Tuyết ngày hôm nay, để mà liên tục thực hành mỗi ngày mà không bỏ cuộc ấy, thì nó không phải là tất cả mọi người đâu. Trên thế giới này nó chỉ có khoảng 30% dân số thế giới có được cái năng lực cam kết như thế. Còn lại đâu đó tầm khoảng là 70% còn lại phải có người kèm cặp và nhắc nhở cũng như là dẫn dắt họ, họ mới làm được. Cho nên chúng ta hãy yêu thương những người bạn của mình, hãy yêu thương họ và giúp cho họ, để họ nhắc cho họ cũng như là dẫn dắt họ đi cùng mình. Bởi vì họ chưa có cái năng lực cam kết đó. Vậy thì mình hãy giúp họ, mình dành một chút thời gian ra để mình nhắc nhở họ và mình để cho họ đi, họ cùng với mình. Thì phương pháp của chúng ta ngày hôm nay là phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Và trước khi mà chúng ta đi vào cái phương pháp chính thì chúng ta cũng sẽ ôn lại cái phương pháp, ôn lại cái gọi là cái công thức nhiệm màu. Và cái phương pháp của ngày thứ nhất ấy là đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại cái công thức nhiệm màu trước. Đây ạ. Công thức nhiệm màu đó là gì? Công thức nhiệm màu là trong cuộc sống này chúng ta phải làm sao đó, chúng ta phải làm cho cái thói quen biết ơn, cảm ơn ở chính mình trở thành phong cách sống. Và cái để chúng ta thực thi cái công thức nhiệm màu này mọi lúc, mọi nơi và duy trì nó trong cuộc sống của mình, trong gia đình của mình, trong doanh nghiệp của mình, trong tổ chức mà mình tham gia. Đấy. Thì suy nghĩ và nói ra tự nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Và bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Một lần nữa, Thuận muốn nói và giải thích cái từ là suy nghĩ và nói với ý thức. Tức là chúng ta nói cái từ cảm ơn này bằng toàn bộ các giác quan trên cơ thể của mình, chứ không chỉ nói bằng miệng. Nghĩa là gì? Có nghĩa là ta tập trung cái sự chú tâm của mình để nói cái từ cảm ơn, mắt để đọc cái từ cảm ơn, tai để nghe cái âm thanh của cái từ cảm ơn, rồi miệng, lưỡi và môi chúng ta cảm nhận cái sự dịch chuyển và cái sự rung động của cái luồng khí khi chúng ta nói ra, khi chúng ta nói ra cái từ cảm ơn. Chúng ta cảm nhận được cái âm thanh, cái sự rung động của cổ họng của chúng ta. Thì đó là tất cả những gì mà chúng ta, tức là chúng ta tập trung toàn bộ tất cả những gì có thể để hướng về cái từ cảm ơn đó, để hướng về cái sự biết ơn đó. Thì đó được gọi là nói và nghĩ với ý thức về cái sự biết ơn. Và bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Rồi cho Thuận hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu được về cái việc mà nói cái lời cảm ơn với ý thức là như thế nào rồi thì bình luận vào trong phần ô chat số 1 giúp Thuận ạ. Đã hiểu rồi thì bình luận ô chat giúp Thuận. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn chị Soan, cảm ơn chị Huyền. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và quy luật và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta tìm hiểu về phương pháp để mà thực hành với lại phương pháp gọi là tiền bạc nhiệm màu, Thuận muốn nhắc lại một chút về cái phương pháp của ngày số 1. Thuận muốn giúp cho các bạn, giúp cho các anh chị hiểu rằng cái phương pháp của ngày số 1 gọi là phương pháp cảm thấy vui vẻ hay là cảm thấy hạnh phúc phải là cái phương pháp mà chúng ta phải hoàn thành nó trong buổi sáng chứ không phải là buổi tối. Tại sao ta lại phải hoàn thành cái phương pháp đó trong buổi sáng? Tức là ta phải viết ra cái danh sách là 10 điều cảm thấy vui vẻ đó vào buổi sáng để làm gì ạ? Để chúng ta nghĩ về nó, chúng ta tưới lên trên toàn bộ tâm trí của chúng ta và cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm đó, cái lòng biết ơn. Cho nên sau khi ngồi với Thuận trong buổi Zoom này, hãy tranh thủ thời gian để ghi nó đủ cái 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn đó. Ngay sau khi chúng ta ngồi xong buổi Zoom này, đừng có đi làm một việc gì đó, bởi vì chính cái sự trì hoãn đó nó sẽ làm cho chúng ta quên. Và sau đó thì đến mãi tối chúng ta mới viết ra là thực ra cả ngày hôm đó chúng ta đang bị mất đi cái ý thức về sự biết ơn, hoặc là biết ơn mà không trọn vẹn. Cho nên hãy nỗ lực, hãy cố gắng để ghi nó ra vào buổi sáng sớm để chúng ta kích hoạt cái ý thức về sự biết ơn đó ở trong tâm trí của mình trong cả cái ngày hôm đó. Và cái phương pháp của ngày số 2 là hòn đá nhiệm màu. Chúng ta sẽ cầm hòn đá trong tay để trước khi đi ngủ chúng ta nhớ về những điều tốt đẹp nhất, tức là chúng ta làm cho cái sự biết ơn đó nó được một lần nữa gọi là tua lại trong cả cái cuộc sống của chúng ta, cả hàng ngày đó, cả ngày hôm đó, để chúng ta biết ơn những điều tốt đẹp và chọn ra cái điều tốt đẹp nhất. Nếu như chúng ta nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp trong ngày, sau đó chúng ta chọn ra cái điều tốt đẹp nhất, thì chính cái khoảng khắc mà chúng ta so sánh và chọn ra cái điều tốt đẹp nhất là lúc chúng ta bồi hồi hơn ở trong tim. Chúng ta có cái cảm xúc mạnh mẽ hơn ở trong tim. Nếu các anh chị làm đúng, các anh chị sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng ta có được cái sự mạnh mẽ hơn về cái sự biết ơn ở trong tim. Và chúng ta nói lời cảm ơn với cái điều tốt đẹp nhất đó và chúng ta đi ngủ. Tức là chúng ta đang cho tiềm thức của mình được sống, được vận hành
tiếp tục cái việc mà cảm ơn những cái điều tốt đẹp đến với mình, và từ đó nó thu hút thêm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Cho nên phương pháp mà ghi ra 10 điều, ghi ra 10 điều cảm thấy vui vẻ phải được ghi ra vào buổi sáng sớm. Đừng trì hoãn nó cho đến buổi tối mới viết, mà phải viết từ sáng sớm, tranh thủ mọi nguồn lực để cái lúc Thuận làm ấy là Thuận đã khẳng định với Thuận là Thuận phải làm nó một cách trọn vẹn. Và kể cả là không đủ thời gian ăn sáng, nếu hôm đó có cái việc gì đó thì vẫn ngồi ghi ra 10 điều trước, sau đó mới đi làm cái gì tiếp theo. Đấy, cho nên là mọi người cũng hãy nỗ lực để chúng ta rèn luyện cho mình một cái thói quen, một cái năng lực gọi là cam kết, và thực hiện nó cho nó trọn vẹn để chúng ta có được cái phép màu một cách tuyệt vời nhất. Rồi, thế thì tiếp theo đó là gì ạ? Là đấy là cái phần mà Thuận muốn bổ sung thêm, bởi vì Thuận thấy rằng có thể có một vài anh chị đã không có đủ thời gian để viết vào buổi sáng, thì bây giờ mình hãy dành thời gian để mình viết vào đúng cái buổi sáng ha, đúng buổi sáng. Thì quy luật nhiệm màu về tiền bạc đấy, là người biết ơn thì luôn đủ đầy, còn kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Chúng ta hãy lưu ý rằng biết ơn thì luôn đủ đầy, còn phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Cho nên phải làm sao đó mà chúng ta phải loại đi cái thói quen hay phàn nàn về tiền bạc trong cuộc sống của ta. Đôi khi chúng ta lại còn không biết phàn nàn về tiền bạc là như thế nào. Thế nhưng mà làm thế nào để chúng ta loại đi được cái tiêu cực về tiền bạc, tức là loại đi cái sự phàn nàn về tiền bạc, để chúng ta không bị thiếu thốn trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta lại phải quay trở lại cái bài hướng dẫn của cái ngày thứ nhất đến ngày thứ hai ấy. Thuận có lấy ví dụ ra về cái ly nước đấy ạ. Thì tâm trí của ta nó giống như cái ly nước, và cái suy nghĩ tích cực nó giống như nước. Chúng ta cần phải chủ động rót vào thì nó mới có cái suy nghĩ tích cực, nó mới có nước ở trong ly. Còn suy nghĩ tiêu cực nó giống như là không khí, không cần phải rót không khí vào trong ly thì trong ly vẫn vốn dĩ là ban đầu là luôn đầy không khí. Cứ cái khoảng trống nào còn có ở trong ly thì lúc đó nó sẽ có không khí. Tức là nếu như chúng ta không chủ động với những suy nghĩ tích cực về tiền ở trong tâm trí của mình, thì những cái suy nghĩ tiêu cực nó sẽ tràn ngập ở trong tâm trí của mình. Cho nên chúng ta cần phải ý thức về sự biết ơn với tiền bạc, thì lúc này những suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc nó sẽ tự bị đẩy ra khỏi trong tâm trí của chúng ta. Cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho bạn vợ rơi vào khó khăn về tiền bạc. Lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, buồn chán, nghi ngờ hay sợ hãi. Lo âu vì mình thiếu tiền, ghen tị với người khác khi họ có nhiều tiền còn mình có ít tiền, đố kỵ, thất vọng khi mình không nhận được khoản tiền mà mình mong muốn, buồn chán khi mình đang không có đủ tiền, nghi ngờ cái phương pháp thực hành về tiền bạc này không hiệu quả, hay sợ hãi vì những cái khoản tiền mà mình cần phải có trong cuộc sống nhưng mình chưa có, hay là sợ hãi về những khoản nợ trong cái cuộc sống của mình. Tất cả đều là những cái tiêu cực về tiền bạc và sẽ làm cho mình mãi khó khăn về tiền bạc. Cho nên chúng ta phải biết cách để chúng ta không còn lo lắng về tiền nữa. Và Thuận may mắn đã làm được nó vào năm 2018. Thuận làm như thế nào? Cô Thúy thỉnh thoảng hỏi, anh ơi, anh không có lo về tiền thật sao? Thuận chỉ cười và nói rằng, thì sao lại phải lo? Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Thuận làm thế nào để không lo vậy? Trước năm 2018, Thuận nghĩ đến là cái thời gian nếu bố mẹ già đi thì ai sẽ nuôi. Thuận nghĩ đến khi mình già đi thì lấy tiền đâu để sống. Đó là hai cái khoản lo lớn nhất của Thuận. Tức là Thuận nghĩ đến cái giai đoạn mà mình không còn có sức khỏe để lao động nữa, thì lấy tiền đâu để sống.
Bao nhiêu trong số các anh chị có cái nỗi lo này giống Thuận? Xin hãy bình luận vào trong phần ô chat là tôi giúp Thuận ạ. Lấy tiền ở đâu để sống khi mình không còn sức khỏe nữa? Không còn lao động được nữa. Cái nỗi lo này, cái câu hỏi này Thuận đặt ra trong đầu của mình từ chính xác là từ năm 2003. Và nó được loại bỏ ra khỏi đầu của Thuận chính xác vào khoảng tháng 10 năm 2018. Thuận không còn câu hỏi này trong đầu nữa. Thuận không còn lo lắng nữa. Thuận đã làm thế nào? Vào năm 2018, Thuận bừng tỉnh ra thông qua một cái sự kiện trong cuộc sống của mình. Thuận bừng tỉnh ra và Thuận hiểu rằng ta cần phải tập trung vào hiện tại, vào đúng cái khoảng khắc mà chúng ta đang sống này. Chứ không phải là tương lai của ngày mai, cũng không phải tháng sau, năm sau, mà càng không phải là 10 năm sau hay 20 năm sau. Ta phải tập trung vào đúng cái hiện tại này. Và lúc đó Thuận đưa ra một cái xác quyết với tâm của mình, với cuộc sống của mình, với chính mình. Đương nhiên Thuận không thể nào thay đổi người khác được, cho nên Thuận chỉ đưa ra với chính mình thôi. Đó là Thuận khẳng định và nguyện rằng mình sẽ không lo cái chuyện chưa tới, không buồn về cái chuyện đã qua, và chỉ sống trọn vẹn trong hiện tại mà thôi. Chính Thuận đã đưa ra cái đề nghị đó với chính Thuận. Và lúc đó thì Thuận thực hành nó bằng cách nào? Bằng cách là tất cả những gì cần trong tương lai về liên quan đến tiền bạc, Thuận đều không lo lắng nữa. Mà Thuận chỉ tập trung vào đúng hiện tại mình đang cần cái gì thì mình xem mình có cái đó hay không thôi. Trong hiện tại này, hiện tại này. Mà tự nhiên Thuận thấy rằng là ô, hiện tại mình có thiếu tiền đâu, mình vẫn đang có tiền để mình ăn mà. Mình vẫn đang có tiền để mình trả tiền nhà mà, lúc đó là Thuận đang thì đi thuê nhà. Mình có thiếu tí nào đâu. Còn các khoản nợ thì mình đã hẹn với các em biết rồi mà. Những khoản nợ với mọi người thì mình đã hẹn là có những cái khoản nợ là hẹn là cuối tháng mới trả, có những cái khoản nợ là hẹn rồi và không có thời gian ấn định, và có những khoản nợ là chúng ta hẹn khi nào có mới trả rồi mà. Có cái khoản nợ nào mà bắt buộc phải có ngay lúc này đâu, bắt buộc phải trả ngay lúc này đâu. Và từ đó Thuận không lo lắng nữa. Và có một, vậy thì tại sao Thuận lại làm được cái điều đó? Thì Thuận nhận ra một điều rằng cái cuộc sống của mình, cái sự sống của mình chưa chắc mình có thể sống được cho đến lúc mà mình không còn sức khỏe. Tức là ngày xưa Thuận hay lo lắng cái tuổi mà khi về hưu, lúc đó đang còn đi làm công chức, thì mình lo là khi về hưu ấy thì lấy tiền đâu để sống, cho nên phải nỗ lực làm sao đó kiếm được nhiều tiền để lúc mình về hưu mình có tiền mình sống. Nhưng bây giờ thì không, Thuận nghiệm lại cuộc sống rồi Thuận thấy rằng có rất nhiều người họ lo lắng cái chuyện đó, họ để dành tiền cho đến lúc họ về hưu họ sống, nhưng cái may mắn, cái điều không may mắn xảy ra với đó chính họ, đó chính là họ đã không sống được cho đến lúc họ về hưu. Họ đã từ giã cuộc đời này ngay trong cái lúc mà họ đang còn khỏe mạnh. Thế là bao nhiêu cái sự chuẩn bị, bao nhiêu cái sự lo lắng nó trở thành vô ích. Và Thuận cũng quan sát và thấy được rằng có những người đã về hưu rồi, nhưng thay vì sống trọn vẹn, sống hưởng được những cái khoảng thời gian còn lại cuộc đời mình với cái khoản lương hưu, thì không, họ chỉ về hưu và chưa kịp nhận lương hưu đã chết rồi. Và đó là lý do mà Thuận không còn lo lắng về cái tuổi già nữa. Bởi vì chắc gì mình đã sống đến lúc tuổi già mà phải lo lắng. Thuận cũng không lo lắng về cái chuyện của năm sau nữa. Bởi vì chắc gì mình đã sống được hết năm nay mà mình phải lo lắng cái chuyện năm sau làm gì. Thuận cũng không lo lắng về cái chuyện của ngày mai nữa. Bởi vì chắc gì Thuận đã sống được cho tới ngày mai.
Và Thuận thường hay nói rằng nếu hôm nay mà chưa qua 24 giờ thì chuyện ngày mai không cần phải lo. Nếu đồng hồ nó chưa báo là đỉnh là đúng cái 24 giờ của ngày hôm nay thì ngày mai không cần phải lo. Và đây đúng là những gì mà Thuận đang ứng dụng vào trong cuộc sống của Thuận, trong hiện tại, trong đầu của Thuận không hề có một nỗi lo âu. Không có nỗi lo âu nào hết. Bởi vì Thuận thực sự đang sống với hiện tại, trọn vẹn với hiện tại. Không có nỗi lo về chuyện ngày mai. Sự thật là chuyện vào buổi chiều tối, ngày hôm nay thôi, mà nó chưa hết buổi trưa, Thuận cũng không có lo lắng về nó. Nhưng Thuận có một cái ý thức rằng chúng ta cần phải sống một cách lành mạnh. Làm những điều lành, tránh xa những điều dữ và không ngừng thanh lọc tâm của mình. Và phương pháp để thanh lọc tâm đó chính là thiền Vipassana. Thuận cam kết thực hành thiền tối thiểu 2 giờ mỗi ngày. Và kể từ năm 2018, dù Thuận nguyện rằng dù trời có sập, dù đó là ngày cuối cùng để mình sống, dù đó là giờ cuối cùng để mình sống, thì cái giờ đó chính là giờ để thiền Vipassana. Trong cái lần đi một cái trại mà người ta gợi ra một cái câu hỏi là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để bạn thực hiện cái cuộc, để bạn sống cái cuộc đời này, thì bạn sẽ làm gì? Có người thì nói tôi sẽ đi du lịch năm châu, đi chỗ nọ, đi chỗ kia. Còn Thuận chỉ đơn giản mỉm cười. Ta sẽ dành chọn ngày hôm nay để thiền Vipassana. Thế thôi, cuộc sống vô cùng bình an. Và gần đây Thuận viết một cái bài hát có tên là Đường Lớn. Và Thuận rất là thích cái câu nói đó là gì? Rất là thích cái câu đó là gì ạ? Tôi đã gặp được một con đường lớn. Và trong đó có gì ạ? Có một cái câu này là gì ạ? Tôi đã nghiệm được phép màu đường lớn. Tôi đã nghiệm được phép màu đường lớn. Tức là tôi đã nghiệm được nó ở trong, nghiệm được cái phép màu đó ở trong chính cuộc sống của mình, khi mình bước đi trên cái con đường lớn đó. Và mình không có cái nỗi âu lo. Gì? Tâm đã bình an, chẳng chút âu lo. Sự thật là tâm ngay lúc này thực sự bình an và không có một chút âu lo. Thuận đã có tiền để sống cái tuổi về già chưa? Thì xin thưa là nếu như bây giờ mà đi tính là cái năm đó là cái năm 60 tuổi, sau đó mỗi một tháng mình phải cần có 20 triệu, sau đó mình nhân lên với lại là mình sẽ sống đến năm 80 tuổi, tức là 20 năm. 20 năm mà nhân với 12 tháng tức là 240 tháng, một tháng nhân với 20 triệu thì là là khoảng là trên 40 tỷ à? Hay là trên 4 tỷ gì đó. Thì Thuận chưa có cái 4 tỷ đó bằng tiền mặt. Nhưng mà thật là ngu ngốc khi đi tính làm cái bài toán đó, sau đó thì đi lấy số tiền đó làm động lực để mà mình kiếm tiền, sau đó thì mình đi lo lắng về nó. Đó thật là một người đáng thương nếu mà ai đang làm như vậy. Không, chắc gì đã sống được đến ngày mai mà phải đi làm cái bài toán đó làm gì cho mệt. Đây chính xác là những gì mà Thuận đang áp dụng cho cuộc sống của mình. Và chính vì vậy, Thuận đã loại ra được khỏi trong tâm trí của mình. Thuận không còn lo âu, không còn buồn chán, nghi ngờ hay sợ hãi gì về tiền bạc hết. Và quay trở lại tiếp tục quy luật nhiệm màu về tiền bạc. Đặc biệt là gì ạ? Phàn nàn, cãi nhau hay chán nản về tiền bạc, phê phán số tiền phải trả hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc đều khiến cho bạn không có nhiều tiền hơn. Đều khiến cho mình không có nhiều tiền hơn. Bạn phải học cách để thấy mình luôn đủ đầy, dù số tiền rất nhỏ, vì đủ đầy là một thế giới quan. Các anh chị thấy chưa ạ? Có phải là nếu như sống theo phong cách sống, nghĩ theo cách mà Thuận đang nghĩ, thì mình không còn lo về tiền bạc nữa. Chính vì vậy mình cảm nhận được cái sự đủ đầy của chính mình. Tại sao Thuận lại như thế? Thì Thuận nói thêm một ý nữa, bởi vì nãy Thuận nói là thiếu mất một ý, là trong cuộc sống của Thuận.
Thực sự, đến giờ phút này mà nói, cái ăn của Thuận rất là đơn giản. Nếu như mỗi ngày mà chỉ có mình Thuận thôi, thì thực sự là Thuận chỉ cần ăn một bữa trưa. Ăn một bữa thôi cũng được rồi. Ăn một bát cơm với muối vừng thôi cũng được rồi. Và Thuận cũng đã lên cái kế hoạch là thực ra mình không phải, mình không nghĩ về tương lai đâu, mình có nghĩ về tương lai. Nhưng cái cách nghĩ của mình nó khác với mọi người. Thuận lên cái kế hoạch là vào cái ngày mà Thuận không làm gì nữa, thì lúc đó là cái lúc mà Thuận chỉ có sống một cách cực kỳ đơn giản. Đó là mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi, ngủ đâu cũng được. Không quan trọng, không cần phải có nhà lầu, không cần phải có giường cao, ngủ đâu cũng được. Mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa thôi, và mỗi bữa ăn đúng một bát cơm thôi. Muối vừng thôi cũng được, cơm trắng cũng được. Và đó là lý do mà Thuận chả phải lo lắng gì về tương lai, về cái sự mà gọi là những cái lúc mà mình không còn sức khỏe. Thực sự là như vậy. Và Thuận đã thực hành rất là nhiều ngày, Thuận chỉ ăn một bữa thôi. Mà cuộc sống vẫn bình thường. Con người nó có gầy đi một tí, nhưng mà cũng chẳng thấy chết, không có gì cả. Cũng không có cái sự gì đó mà gọi là phải lo lắng gì. Đấy. Cho nên là cô Thúy cô cứ nói là anh phải ăn nhiều lên, đắp cho hai cái má này nó đầy lên. Thuận thì mỉm cười, ăn nhiều cũng có giải quyết được vấn đề đâu. Đấy, chỉ có đi vệ sinh nhiều nó mệt thôi. Ăn nhiều và là đi vệ sinh nhiều có mỗi vậy thôi, chứ không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà Thuận thì ăn uống đơn giản, chỉ cơm, rau, củ, các loại thôi. Thực ra thì vì mình vẫn đang trong cái giai đoạn mà mình phải làm việc nhiều, cho nên Thuận vẫn ăn, gọi là Thuận vẫn đang thì ăn với cái loại gì, vẫn làm nước ép, vẫn có rau, vẫn có các món kho, món luộc về rau, củ, quả thôi. Bởi vì Thuận ăn thực vật là chính. Và nhưng mà Thuận đã biết được là Thuận đã từng thực hành rồi. Ăn một ngày một bữa cũng không sao, vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn lên Zoom nói chuyện bình thường trong giai đoạn vừa qua. Của những cái giai đoạn vừa qua, cho nên là vô tư, không phải lo lắng. Và như vậy thì chính cái quan niệm sống đó của Thuận làm cho Thuận cảm thấy rằng mình đủ đầy. Mình đủ đầy. Và mình tập trung vào thực tại thôi, tập trung vào hiện tại ngày hôm nay thôi. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta quay trở lại với lại cái phương pháp. Và khi bạn biết ơn, bạn sẽ bắt đầu thu hút thêm nhiều hơn, nhiều tiền bạc và sự đủ đầy hơn. Khi biết ơn thì mình sẽ thu hút nhiều tiền bạc và sự đủ đầy hơn. Rồi, tiếp tục là gì ạ? Vậy phương pháp của ngày hôm nay là gì ạ? Là phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Thì bạn phải, mình sẽ ghi nhận số tiền bạn đã và đang có. Ghi nhận số tiền mình đã và đang có này. Lưu ý này, cái số tiền mình đã có ấy, là mình phải ghi nhận nó. Và nếu mình không ghi nhận số tiền mình đã có, thì mình sẽ không bao giờ biết ơn được. Và khi mình không biết ơn thì mình sẽ không bao giờ được ban tặng thêm. Mà mình sẽ bị cướp, mình sẽ bị lấy mất đi những gì mà mình đang có. Cho nên việc đầu tiên phải ghi nhận số tiền mình đã và đang có. Và biết ơn tất cả những số tiền bạn đã nhận được trong cuộc sống. Rồi. Tiếp theo là gì ạ? Ghi nhận số tiền bạn đang có thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ hãy nhớ về những khoảng khắc trong quá khứ. Có phải là bạn cũng đã nhận được một cái món quà sinh nhật nào đó thú vị khi mà bạn đang còn nhỏ hay không? Có phải trong quá khứ chúng ta cũng đã từng nhận được một cái món quà nào đó ở trong món quà sinh nhật nào đó không ạ? Phải không ạ? Và cái món quà đó chúng ta không phải bỏ tiền ra mua, mà là ai đó đã tặng cho chúng ta. Thì đó chính là cái khoản tiền mà chúng ta đã nhận được trong quá khứ. Học cách để tập trung vào cái bạn có, dù có thể là một số ít tiền, để bắt đầu ghi nhận. Đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện. Tập trung vào những cái mà bạn đã có và đang có, dù có thể là một số ít tiền thôi, để bắt đầu ghi nhận. Nhớ lại từ xuyên suốt tuổi thơ của bạn đến hiện tại và trả lời câu hỏi: bạn có luôn đủ thức ăn không? Lưu ý này, nhớ lại về tuổi thơ của mình cho đến hiện tại và
và hỏi cái câu hỏi là mình có luôn đủ thức ăn không? Đương nhiên là cũng có ai đó, một vài người nào đó, nếu như sống ở trong cái độ tuổi mà trước sinh ra được trước năm 2000, trước năm năm 80, trước năm 90 thì có thể cũng phải trải qua những cái giai đoạn mà gọi là bị thiếu thốn về thức ăn. Nhưng mà chúng ta vẫn đang còn sống đến ngày hôm nay thì chứng tỏ là cái thức ăn nó cũng đủ chứ không phải là thiếu. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống mà, còn nếu thiếu quá thì nó chết rồi đúng không ạ? Cho nên hãy hỏi mình xem mình có luôn đủ thức ăn hay không. Nếu mà chúng ta luôn đủ thức ăn thì có nghĩa là ta phải biết ơn vì mình đã có được tiền trong quá khứ. Bằng bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có một cái căn nhà để bạn sống không? Bạn có một phòng để bạn ở không? Kể cả là căn nhà đó là căn nhà thuê thì cũng phải có tiền để mà trả cho nó chứ đúng không ạ? Trả cho cái số tiền thuê nhà đúng không ạ? Cho nên là nếu như bạn đã từng có một cái căn nhà để ở, để sống thì đó chính là khoản tiền bạn đã có trong cuộc sống của bạn trong quá khứ mà bạn cần phải ghi nhận để bạn biết ơn về nó. Rồi, bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có được đi học không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Có thể có người đi học bằng bằng xe đạp, có người được đi bằng xe xe máy, có người đi bộ và có người được cha mẹ chở đi, có người thì gì ạ? Là đi nhờ người khác hay có người đi bằng xe buýt, vân vân. Thì dù đi bằng phương tiện gì thì cũng phải có ai đó hoặc là cha mẹ mình hoặc ai đó trả tiền thì mình mới được đi, mình mới đi được. Cho nên hãy biết ơn về cái khoản tiền mà người ta đã bỏ ra để trả tiền cho chúng ta đó, hoặc là chính cha mẹ mình đã bỏ ra để trả cho mình. Bạn có sách để học, có bữa trưa hay những thứ cần thiết ở trường không? Trong quá khứ mình có sách để mình học không? Mình có cuốn sách để mình đọc không? Nếu có thì ai đó đã trả tiền cho mình, hãy biết ơn. Mình có được ăn bữa trưa ở đâu đó không? Ở trong trường học không? Hay là mình có được những cái dụng cụ để mình học tập ở trường không? Có bảng để thầy cô viết bảng lên để mình nhìn hay không? Để đọc hay không? Có quạt mát hay không? Có ghế để ngồi hay không? Nếu có thì chứng tỏ ai đó đã trả tiền cho mình để mình có cái thiết bị đó, cái phương tiện đó để mình sử dụng. Bạn có từng được đi nghỉ mát khi còn đi đi du lịch khi còn nhỏ hay không? Hay trong quá khứ hay không? Nếu có mà bạn không phải trả tiền ra hoặc bạn đã từng trả tiền thì hãy biết ơn về cái khoảnh khắc đó. Rồi, tiếp theo, bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Nếu có thì chứng tỏ là bạn đã có cái khoản tiền nào đó trong quá khứ để bạn mua, hoặc ai đó đã bỏ tiền ra để mua cái xe đạp đó hay mua thú cưng đó hay mua đồ chơi đó để tặng cho bạn. Hãy biết ơn về số tiền đó. Bạn có được mua quần áo mới khi cơ thể lớn lên một cách nhanh chóng mỗi ngày không? Nếu có thì chứng tỏ là bạn hoặc ai đó đã bỏ tiền ra để mua quần áo mới cho bạn, cha mẹ bạn hoặc là ai đó đã bỏ tiền ra, và hãy biết ơn về số tiền mà bạn có được những cái bộ quần áo đó. Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hiện một sở thích nào đó không? Nếu có thì cũng chứng tỏ rằng ai đó đã bỏ ra một khoản tiền nào đó để giúp cho bạn có được cái tiện ích để bạn chơi thể thao, có được cái vé để bạn xem phim, hay tối thiểu là có được cái tivi để bạn xem phim, hoặc là tối thiểu bạn có internet để xem phim. Chắc chắn phải có ai đó đã bỏ tiền ra thay cho bạn. Hãy biết ơn về số tiền đó, biết ơn về người đó. Bạn có đến bác sĩ uống thuốc và bị bệnh không? Nếu có mà ngày hôm nay bạn vẫn khỏe mạnh, chứng tỏ rằng đã có ai đó trả tiền cho bạn, hoặc người bác sĩ đó đã bỏ công ra trả tiền, lấy tiền của họ để cho bạn, để bạn có được viên thuốc bạn uống, để bạn khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Hãy biết ơn những người đã giúp cho bạn có được, và những cái khoản tiền đã giúp cho bạn có được khi mà bạn bị bệnh để vào bạn điều trị sức khỏe của mình. Bạn có đi khám bác sĩ không? Trong quá khứ nếu bạn từng đi khám bác sĩ mà bạn không phải trả tiền ra hoặc cha mẹ không trả tiền cho bạn thì chứng tỏ có ai đó, có nhà từ thiện nào đó, có tổ chức nào đó đã trả tiền cho bạn. Hãy biết ơn những cái khoản tiền mà bạn đã nhận được khi bạn được đi đến nha sĩ để khám bệnh, để khám. Bạn có những nhu yếu phẩm mỗi ngày như bàn chải, đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu,
và những cái thứ bạn đang dùng trong cuộc sống, đã dùng trong cuộc sống mỗi ngày hay không? Nếu có, chứng tỏ ai đó đã trả tiền cho những cái khoản đó, và hãy biết ơn về những khoản tiền đó. Đó chính là những khoản tiền bạn đã được nhận được trong quá khứ. Bạn có tivi, điện thoại, đèn điện hay là nước sử dụng trong hàng trong cái cuộc sống của bạn trong quá khứ và hiện tại hay không? Nếu có thì có thể ai đó đã trả tiền để bạn có những cái khoản đó. Hãy biết ơn về những khoản tiền trong quá khứ. Hãy biết ơn về những khoản tiền mà bạn đã có được trong ngày, trong quá khứ của bạn. Và như vậy, đến đây thì cho Thuận hỏi này. Bao nhiêu trong số các anh chị khi mà chúng ta hồi tưởng về quá khứ như vậy thì ta thấy rằng ta đã nhận được rất nhiều tiền trong quá khứ rồi, thì bình luận là tôi đã rất đủ đầy và nhận được rất nhiều tiền trong quá khứ. Rất nhiều tiền trong quá khứ, tôi đã nhận được rất nhiều tiền rồi. Nhưng có phải chăng ta đã nhận được rất nhiều tiền rồi nhưng ta đã chưa từng, hoặc chúng ta đã chưa từng, chưa biết ơn về những cái số tiền mà ta đã nhận được đó, đúng không ạ? Có phải ta đã chưa biết ơn về những khoản tiền đó không ạ? Ta tưởng rằng đó là những điều miễn phí, đó là những điều hiển nhiên. Ta không biết rằng khoản tiền đó chắc chắn phải có ai trả cho ta. Có thể cha mẹ đã trả cho ta. Có thể anh chị em, đồng nghiệp, có thể một nhà thiện nguyện nào đó, có thể một tổ chức nào đó, có thể chính phủ đã trả tiền cho ta. Đã được đi trên những đoạn, những con đường đẹp để đi từ nhà đến cơ quan, để đi từ nhà mình đến nhà bố mẹ đẻ của mình. Và cái con đường đó không phải tự nhiên mà có. Để làm ra 1 km đường nhựa, người ta tốn hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Khoản tiền đó không tự nhiên mà có. Ai đó đã trả tiền để làm cái đoạn đường đó cho ta. Hãy nhớ về tất cả những gì chúng ta đã sử dụng, được tận hưởng trong quá khứ. Dù nó nhỏ bé vô cùng, thì hãy hiểu rằng đó tất cả đều đã có. Đó đều tất cả là những khoản tiền ta đã nhận được. Và hãy hiểu rằng ta đã luôn đủ đầy như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Và hãy biết ơn về những khoản tiền đó. Hãy biết ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Và đây là bài tập mà chúng ta cần phải làm. Đây là bài tập chúng ta cần phải làm. Khoan, Thuận quên mất một ý nữa. Là khi thực hành phương pháp nhiệm màu này thì chúng ta hãy lấy một tờ giấy nhỏ. Lấy một cái tờ giấy nhỏ giống như ngày hôm qua về sức khỏe nhiệm màu. Thì chúng ta cũng lấy một tờ giấy nhỏ và ghi vào đó dòng chữ: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Lấy một tờ giấy nhỏ và ghi vào như thế này. Và mang theo bên mình hoặc là để nó ở cái nơi mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong nhà. Và mỗi khi nhìn thấy tờ giấy này với dòng chữ này thì hãy làm gì ạ? Hãy chậm lại một chút, nhìn vào cái dòng chữ này, đọc từng từ và cảm nhận sự biết ơn về những khoản tiền ta đã nhận được trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và ta cũng có thể ghi nó trên một cái tờ tiền mệnh giá nhỏ thôi, và để nó ở cái nơi mà ta thường nhìn thấy. Hoặc là chúng ta ghi vào tờ giấy thì ta sẽ lấy ra một tờ tiền gọi là tờ tiền nhiệm màu, và chúng ta để bên cạnh cái tờ giấy này để chúng ta cài đặt trong tiềm thức của mình. Mỗi khi nhìn thấy tiền thì ta nhớ đến cái điều này, để biết ơn về những khoản tiền mà mình đã nhận được. Đấy. Và chúng ta sẽ thực hành bài tập ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành, và đây là nhiệm vụ mà chúng ta cần hoàn thành. Rồi, các anh chị có thể giúp Thuận chụp màn hình hoặc là ghi lại và Thuận sẽ giải thích. Và ngày hôm nay chúng ta lại lặp lại, chúng ta này, vào buổi sáng sớm thì chúng ta phải lặp lại phương pháp nhiệm màu của ngày số 1, đó là cảm thấy thật hạnh phúc, cảm thấy mình thật hạnh phúc thông qua cái việc là lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ. Viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn về cái điều đó.
Sau đó này, đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đọc lại cái danh sách mà chúng ta vừa viết đó, và sau mỗi một cái dòng, tức là một cái điều đó, mà biết ơn ấy, thì mình phải nói cái từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nói cái từ cảm ơn này sau khi đọc cái dòng đó, sau khi đọc cái điều mà chúng ta biết ơn đó. Nếu không làm theo hướng dẫn, phép màu không đến. Cho nên phải đọc lại danh sách. Thuận biết có người sẽ ngại lắm không đọc lại danh sách đâu. Mà có người lại còn đọc danh sách nhưng không nói ra từ cảm ơn đâu. Nhưng phải đọc lại danh sách từng điều. Thuận lấy ví dụ một lần nữa như thế này. Cái ngày số 5 là tiền bạc nhiệm màu, thì cái điều đầu tiên là làm cái nhiệm vụ số 1 là lập danh sách 10 điều cảm thấy biết ơn, cảm thấy vui vẻ đấy. Thì Thuận sẽ lập ra này. Đầu tiên là Thuận viết ra 10 cái danh sách 10 điều này này. Và sau đó thì kèm theo ở đó là cái lý do vì sao Thuận cảm thấy biết ơn. Sau đó Thuận bắt đầu đọc này. Cái ý thứ ba là trong này Thuận đọc này. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vũ trụ này, bởi vì vũ trụ đã vận hành theo đúng quy luật vốn có của tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy. Đọc xong một cái ý thì phải nói ba từ cảm ơn. Tôi biết ơn cơ thể này bởi vì cơ thể đã khỏe mạnh để tôi làm việc và cống hiến cho cộng đồng, thực hành chánh pháp mỗi ngày. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó là cách chúng ta thực hành cái nhiệm vụ số 1. Nhiệm vụ thứ hai là ngồi xuống và dành ra vài phút để nghĩ về tuổi thơ và những thứ bạn đã nhận được ở trong quá khứ. Tức là trả lời những câu hỏi lúc nãy Thuận hỏi đấy. Cảm ơn tất cả số tiền mà bạn đã nhận được trong suốt khoảng thời gian đó. Rồi lấy ra một tờ tiền bất kỳ và viết tôi cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Lấy ra một tờ tiền bất kỳ và viết cái dòng chữ này. Hoặc là viết vào tờ tiền giống thợ. Hoặc là viết vào tờ giấy và kẹp tờ tiền vào giống như thế này. Để làm gì ạ? Để mang theo bên mình, mang theo tờ tiền nhiệm màu đó. Và ít nhất một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều, lấy tờ tiền đó ra, đọc những dòng chữ bạn đã viết với lòng cảm ơn sâu sắc. Ngày hôm nay ít nhất 2 lần lấy ra cái tờ tiền nhiệm màu kèm theo cái tờ giấy với cái dòng chữ đã viết và đọc chậm trái cái dòng chữ này và cảm nhận cái sự biết ơn với những khoản tiền mà mình đã có và đang có trong cuộc sống một cách sâu sắc. Rồi, sau ngày hôm nay thì để từ ngày hôm nay khi trở về, để tờ tiền nhiệm màu nơi bạn thường xuyên có thể nhìn thấy. Lưu ý chỗ này này, để tờ tiền này ở nơi bạn thường xuyên nhìn thấy. Thuận đã có một chút sai khi thực hiện cái phương pháp này, là Thuận để tờ tiền ở trong bóp của Thuận. Mà khi Thuận để tờ tiền trong bóp thì chỉ khi nào Thuận lấy cái mở cái bóp ra Thuận mới nhìn thấy thôi. Và một điều rất là vui đó là ai đó đã lấy luôn cái tờ tiền đó để tiêu mất rồi. Thuận không biết tờ tiền đó nó đâu có tiêu rồi. Và tờ tiền 1.000 đồng này Thuận vừa viết lại dòng chữ để hướng dẫn cho các anh chị. Và Thuận rút kinh nghiệm là tờ tiền này bây giờ Thuận không để vào trong bóp nữa, mà Thuận sẽ để ở trên bàn làm việc của Thuận. Thuận có một danh sách những cái thứ mà mình đã thực hành trong cái hành trình này, Thuận để ở trên bàn làm việc. Thuận có một cái giá nho nhỏ để trên bàn làm việc và Thuận sẽ để trên đó giống như Thuận đang hướng dẫn cho bố Thuận làm. Đấy. Và bây giờ Thuận sẽ để tất cả nó ở trên cái bàn làm việc này để Thuận nhìn thấy mỗi ngày. Thì tờ tiền này khi ta nhìn thấy nó thì nó nhắc ta là gì ạ? Là cảm ơn. Cảm ơn tất cả những khoản tiền đã đến với tôi trong hiện tại, trong cuộc sống mà tôi đã nhận được. Rồi, tiếp theo, buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta thực hành phương pháp hòn đá nhiệm màu. Đó là gì ạ? Cầm hòn đá trong tay, nắm nó lại như thế này, cảm nhận cái sự yêu thương, cái sự biết ơn và tua lại thước phim cuộc sống từ sáng sớm cho đến tối khuya, cho đến lúc thời điểm đi ngủ và nghĩ về những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ về những điều tốt đẹp và chọn ra một điều tốt đẹp nhất để nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với cái điều đó. Thuận thì cảm ơn với tất cả những gì tốt đẹp. Như tối hôm qua, đầu tiên khi mà
thực hành cái này ấy, thì Thuận bắt đầu Thuận cảm ơn là mình đã được vẫn đang còn có một cái ngày ý nghĩa. Điều đầu tiên là mình đang có một cái ngày có cái cuộc sống ý nghĩa. Rồi tức là mình tua từ sáng sớm đến tối khuya đấy, thế là sáng mình vẫn dậy được rất là khỏe mạnh, cảm ơn về điều đó. Rồi sau đó thì mình đã hướng dẫn được cái buổi thực hành ngày thứ tư, cho nên mình cũng biết ơn những cái người bạn, những anh chị đã tham gia vào cái buổi thực hành, lòng biết ơn với Thuận để cho Thuận có cái cơ hội được chia sẻ, được cho đi. Đấy, Thuận biết ơn về điều đó. Sau đó thì lại gì ạ? Rồi lại tiếp tục tua tiếp đến cái gì thì Thuận biết ơn cái đó. Nhưng sau đó cuối cùng thì Thuận chọn ra một cái điều mà Thuận cảm thấy nó là cái điều mà tốt nhất. Thì ngày hôm qua Thuận thấy bố Thuận rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Và bố vẫn kiên trì thực hành thiền 2 lần mỗi ngày và trong ngày hôm qua. Cho nên Thuận, cái điều mà Thuận thấy biết ơn nhất đó là gì ạ? Là biết ơn, cảm ơn bố đã có được cái sự vui vẻ trong trong ngày, và bố đã thực hành thiền, kiên trì thực hành thiền ở trong ngày hôm qua. Đấy. Và đó là cái điều mà Thuận vui nhất, tức là biết ơn nhất trong cái buổi ngày hôm qua. Và sau đó thì hôn vào hòn đá này một cái, hôn một cái, thực sự Thuận đã làm như vậy đấy ạ. Thuận hôn hòn đá này một cái và Thuận cảm ơn hòn đá, bạn đã giúp tôi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Và sau đó thì bỏ hòn đá bên cạnh, Thuận bỏ hòn đá bên cạnh nha, bên cạnh giường ấy, sau đó đi ngủ, đi ngủ. Và sáng sớm khi thức dậy ấy, thì Thuận chịu lưu ý là đây không phải là người ta sách hướng dẫn mà chính Thuận đang làm nhé. Sáng sớm khi thức dậy thì điều đầu tiên Thuận làm đó chính là lại nhặt hòn đá lên và cầm vào trong tay. Thế là nó lại tự lại nhắc cho mình là gì ạ? Là biết ơn vì ngày hôm nay mình đã thức dậy được. Tại vì có những người ngủ và không bao giờ thức dậy. Và năm 2020 thì Thuận 19 thì đó, Thuận có một cái đứa ở ngoài Hà Nội ấy, tức là một cái đứa em này, không phải em, không phải anh em nha, mà nó vào trong thành phố Hồ Chí Minh này. Sau đó thì vì một vài cái công việc có liên quan cho nên là nó Thuận biết nó. Thì sau đó thì các anh chị biết không ạ, tối hôm đó khoảng 9 giờ tối Thuận uống cà phê với nó, xong nó đi về phòng khách sạn nó ở. Sáng hôm sau nó không bao giờ dậy nữa, một giấc ngủ không bao giờ dậy nữa. Và mọi người gọi điện báo cho Thuận biết rằng cái thằng, cái bạn đó đã không còn dậy được nữa, đã chết rồi. Đó. Cho nên nếu như sáng nay mà sáng mà Thuận dậy được, Thuận cầm được hòn đá này, thì tự nhiên Thuận cảm thấy biết ơn, là cảm ơn vì mình vẫn được sống, vẫn được khỏe mạnh. Đó là những gì Thuận đang làm, Thuận đang thực hành. Cuối cùng thì đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai và lưu ý rằng hãy thực hành và hoàn thành bài tập càng sớm càng tốt, và nhất là danh sách 10 điều cảm thấy vui vẻ phải được thực hành vào đúng buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì chụp hình post lên trên cái group đường lớn hoặc là bình luận vào cái bài viết mới nhất để chúng ta hợp sức với mọi người, để mọi người cùng nguyện cho chúng ta đạt được cái kết quả, cũng như là để chúng ta truyền cảm hứng cho mọi người. Những gì chúng ta cho đi đúng là những gì mà chúng ta sẽ nhận lại. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tham gia thực hành cùng với Thuận trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì chúng ta cũng, Thuận cũng xin một vài tấm hình kỷ niệm, cho nên các anh chị có thể giúp Thuận là nhìn lên màn hình, nhìn vào camera thật là tươi cười ha, nghĩ về cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, để chúng ta nở một nụ cười thật là tươi, để Thuận chụp một vài, một cái, nó đã có 2 màn hình, Thuận sẽ chụp 2 màn hình nha. Rồi chuẩn bị nhá, 1 2 3 nào, nhìn lên nha, 1 2 3, có thể làm tim hoặc là cái gì đó để chúng ta có được một cái chút cảm xúc ở trong đó nhá. Nào, 1 2 3 nào. Rồi, ok, được cái màn hình thứ nhất. Em chụp màn hình thứ hai. Màn hình thứ hai nào, màn hình thứ hai nha mọi người, vẫn nhảy tươi lên nha, bởi vì lúc nãy nó ở màn hình một nhưng bây giờ nó nhảy sang màn hình hai rồi. Nào, cười tươi lên nào, 1 2 3 nào. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và Thuận sẽ để Zoom này cho đến đúng 6 giờ thì Thuận tắt đi. Và nếu anh chị nào mà cần hỏi gì thì bình luận vào trong phần ô chat giúp Thuận. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã tham gia thực hành lòng biết ơn với Thuận trong cái ngày hôm nay. Và nguyện cho phép màu đến với lại gia đình của các anh chị và cá nhân các anh chị thật là nhanh và thật là nhiệm màu, để cho tất cả mọi người trong cuộc sống của chúng ta có được cái sự đủ đầy, có những niềm vui, sự bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai.
Zoom sẽ được mở vào lúc 4 giờ sáng, 4 giờ 30 sáng để chúng ta xem bộ phim The Sixth Sense, bộ phim phép màu đấy. Và đúng 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin cảm ơn. Nếu ai có câu hỏi gì thì bình luận vào trong phần ô chat giúp Thuần ạ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Có một câu hỏi của chị Diễm My là mình đọc lại danh sách cảm thấy vui vẻ của ngày năm, sau đó mình có đọc lại của ngày 4321 không? Thì câu trả lời là chỉ đọc ngày hôm nay thôi, không cần đọc lại ha. Không cần đọc lại của những ngày trước. Ngày nào đọc ngày đó thôi. Nhưng mà lưu ý rằng cái phương pháp cảm thấy vui vẻ không phải là mình ghi cố định theo cái ngày trước đâu, mà tức là ngày hôm nay mình nỗ lực mình tìm ra những cái điều mới mà mình cảm thấy vui vẻ. Để làm gì ạ? Để mà mình, thực ra chúng ta có vô số cái thứ mà chúng ta cảm thấy vui vẻ và biết ơn, nhưng chúng ta đã quên nó mất rồi. Chúng ta đã quên đi và chúng ta không để ý đến. Thì chúng ta thực hành cái điều này để chúng ta gọi lại, nhắc lại cho tâm trí của mình là có rất nhiều điều mà chúng ta còn cảm thấy có cái sự chúng ta đã nhận được trong cuộc sống và cần phải biết ơn. Cảm ơn chị My rất là nhiều. Rất là nhiều, một lần nữa xin cảm ơn và chúc cho phép màu đến với lại cuộc sống của tất cả các anh chị trong Zoom của chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau để xây dựng lên một cái cộng đồng sống vui vẻ, khỏe mạnh, bình an và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúc cho phép màu đến với lại tất cả mọi người trên thế giới này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.